Xin lời tự động cùng Techcombank. Tiền tự lời, bạn thảnh thơi. Tech Hậu là Tech đoàn viên. Comfy điều hòa châu Âu. Xong rồi đập vô cái tay cầm cửa đó, đó giờ nó về luôn nè. I'm okay, I'm fine, Queen China. Phải nhờ Hurricane hỗ trợ rồi, đúng không ạ? Không, Hurricane hỗ trợ, này kiếp lộn mèo. Không có, tất cả chỉ là truyền thuyết thôi, không có nha. Không cho tay phận đi. Không à. Ok, 25 tí vô này. Go, go, go. Có một chơi anh bọn thằng này làm dễ hiểu hơn thì là bảo anh làm. Thôi nhưng mà anh làm dễ hơn thì chơi làm thế nào chứ nhỉ? Anh chị mấy? 6. Cháu mày quỷ đi. Anh lô. Thế đúng rồi, 4 anh em mà. Đây là sân, nên là thương màu thì là sạch là cây. Thì mày thì vẫn đang quay đúng không anh? Dạ. Sao thấy được vậy? Đau quá. Vì sao em? Nói chung là cũng yêu nghề, cũng chồng bía gì chồng bía bị ăn cũng nhiều nên tay nó mút thôi. Đúng rồi, chồng bía là lên cân. Thì nói chung là tại sợ là mình sẽ biểu diễn không tốt cho nên là cũng về nhà tập luyện lại. Thì cũng quơ cái tay xong rồi đập vô cái tay cầm cửa đó. Thì giờ nó về luôn nè. I'm okay, I'm fine, King China. Mà lúc đó là quên, không có ngâm nước đá. Lúc đó uớ uớ ở nhà uớ, quên làm tất cả mọi thứ cho nên bây giờ nó sưng nhiều quá. Không biết là có nhảy được không nữa. Phải nhờ Hurricane hỗ trợ rồi. Đúng không ạ? Không, Hurricane hỗ trợ, hỗ trợ này kiếp lộn mèo. Không có. Tất cả chỉ là truyền thuyết thôi, không có nha. Nghe nói đi kiếp bay qua đùa. Ừ đúng rồi. À không, đâu có. Tức là chống vai là bật ngửa lại. Mà bây giờ cái tay về thì tôi nghĩ là không được rồi. Sanko thôi. Sanko clip á. Giờ có người đã hết nên là không sao. Nhưng mà nó biết bị thì Raider sẽ nhảy từ nhỏ con. Wow. Nhỏ con không biết anh Sơn. Mình có chưa tập nhảy các bạn ạ. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Lát nữa phải nhờ đi giúp ra dậy. Trời ơi, tôi mà đá mà tôi hoài. Giải cứu em, giải cứu em. Nhờ tôi ra dậy mà cuối cùng là nhờ Captain là mời tôi giữ chưa Raider. Đi đấy, đúng rồi. Không cho tay phải đây. Không mà. Đấy, đấy, đúng rồi. Xong nào đấy nhỉ? Ok, này làm dễ hiểu này. Đấy, đúng rồi. Có còn chơi anh bảo thằng này làm dễ hiểu hơn thì là bảo anh làm. Thôi, nhưng mà anh làm dễ hiểu hơn thì chơi làm thế nào chứ nhỉ? Quên rồi, không nhớ. Đấy. Này là như nào đó để em không nhớ. Phải có người nhảy trước em thì em nhìn. 5, 6, 7 bắt đầu. 1, 2, 3, 4 sang bên. Sang 5, 6, 7. Su. Su đây. Xong rồi, su xong rồi uốn lượn. Cứ su xong rồi uốn lượn. Nó thật tổng hợp này. Ok, ok. Đây, nó là như này. Nó là đang lao ngực rồi lên cao đầu. Đấy, cho nó lên cao đầu. Mấy cái? Một cái, một này. Lên luôn. Lên hai cái, ba. Được. Không, không, xoay một cái rồi. Một cái lên luôn. Không thể nhờ nhờ nữa nhờ. Cái đoạn đấy cũng nhớ. À, xong rồi như này, như này. Đưa ra bình nhá. Đưa ra bình nhá. Anh chị mấy? 6. Cháu mày quỷ đi. Anh lô. Thế đúng rồi, 4 anh em mà. Đây là sân, đây là thương màu thì là xanh là cây. Tôi là xanh. Xanh lá là tôi trắng. Các em sao lành? Xanh trắng. Tôi trắng. Trắng được hơn xanh. Ừ, trắng liệu cháu nổi. Trắng kim. Nguyên kiếm cơ không nổi. Dù phát sáng. 24K. Cắt bờ. Thì mày vẫn đang quay đúng không anh? Dạ. Đấy. Sao thấy được vậy? Có cái đèn đỏ này. Đèn đỏ cho cháu ấy vậy mà. Để anh dán lại. Bên che lại. Lâu lắm mới gặp lại anh Caramel của chương trình. Caramel. Caramel. Em hại người ta không được. Chứ quay cái gì. Thì là bọn em bình thường rất là kiểu hôn ấy. Nhưng mà anh cứ xuất hiện khác là bọn em im lặng. Cứng ấy, cứng lặng. Kiểu
anh có một cái phía gì đấy làm cho em không thể nói được điều gì cả. Đúng rồi. Các bạn khán giả đừng tin cái gì camera nhá, là vì ngoài đời của bọn mình gọi là khác nhiều lắm. Hình như là trong cái bản tụi em là có cái tên anh coi luôn. MC mà. MC em là MC đó. MC Hậu Trường. Chào tất cả mọi người đã đến với Hậu Trường của chương trình Sống 24, một năm rất là đặc biệt, năm Giáp Thìn. Thì năm nay nó con rồng nha. Hy vọng là tất cả chúng ta sẽ bay lên như rồng. Sau lưng chúng ta đây rất nhiều nghệ sĩ chuẩn bị có mặt ở đây để rehearsal. Và giới thiệu mình đây là anh Quang Hùng Mercedes nè, anh Lê Gift nè. Anh Đồng Trục Si nè, anh Rai. Nói xin hết, chị Tâm Mèo. Pháp Kiều. Đây. Captain Boy tới đây. Người nổi tiếng nhất thì lại không giới thiệu. Nổi tiếng để khu trang quá, không biết ai. Và chúng ta đang... Đấy, thấy chưa? Người ta sao, người ta kiệm lời không? Anh ạ, bắt đầu thôi luôn, không nói gì nữa. Sao nhé, sao số nhé. Đã thì ai cũng bị bệnh hết mọi người ơi. Thì dân nắng quá, chúng ta sẽ giữ sức khỏe nha. Trên kia đang có Rider và team của bạn đang rehearsal. Bài hát đang rất hot này. Ngoài bên kia là hay quay bên kia ạ. Đạo cụ phải gọi là rất là kỳ công nha. Giống như là đang đội một cái gì đó ren ren, rủ rủ. Đây Rider. Yeah, rồi, đến anh đến đâu rồi? Đu lên trời rồi. Anh đến đâu rồi? Chưa gì luôn. Anh... rồi mình cùng ghép sân khấu với nhau, mình ghép sân khấu cho cùng 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 cùng. Ờ thì hôm nay đến phim trường là em rất là vui và rất là hy vọng em sẽ thành công như con đường âm nhạc. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xích đô à? Sợ quá, nên làm cho mấy cái sợ. Đặt thật chơi thật, sợ gì đâu mà trời ơi. Cái đàn nó sẽ cao lên cỡ tới eo thôi. Mỗi tội là lát nó xuống không biết xuống kiểu gì nữa. Con cứ nhảy xuống đâu, lát cái ghế sẽ hạ xuống mà. À thế ạ. Rồi giờ hạ ghế xuống sàn nhanh, là hạ ghế xuống. Đây là ta sẽ